phóng từ cái bài toán mà bây giờ có một câu thơ nằm cái loại này là nằm trong cái loại câu ba điểm à, loại câu ba điểm à, thì đến nay có thể hình điều gì đấy cũng học biết như này là chúng ta biết rồi, đang cái đông nghe là cũng biết, không cần đông nghe là cũng biết, là sẽ tìm cái số tiếp theo ở đâu được, ở đây đúng không, ở trong cái nhân quan đấy đó. Nhưng bây giờ chúng ta biết cái đề trong phim đâu, ví dụ cái này dễ nhất đó, đây thì dễ là 1, 3, 5, 7 xong đấy 9 xong đế 11 tương tự như vậy, đế 1, 2 4, 8, 16 đế 32 chứ mẹ tư 32 64 à, đó tức là chúng ta hay gọi câu là 1 1 2 2 2 4 1 1 8 8 1 8 16 16 1 16 bằng 32 32 cũng 64 à, tương tự như vậy. Còn cái này thì là khác, cái này là 1 + 1 = 2 rồi 1 + 2 = 3 2 + 3 = 5 3 + 5 = 8 như vậy số này sẽ là 5 + 8 = 13 rồi 8 + 13 = 24 rồi 13 + 21 = 34 này thì cái loại quy luật là nó còn nhiều, chúng ta có cái bài gì tìm khoảng cách, chúng ta có cái bài gì một số này là bằng tổng của những số được đó, có thể là tổng hai số, ví dụ như bài này là một cái số hàng này, một cái số trong cái giải này nó sẽ là tổng của hai số liền trước đúng không, thì 1 + 1 = 2 rồi 1 + 2 = 3 3 này là bằng 2 + 1 5 này là bằng 3 + 2 này. À, còn ở đây cái bài trên này là gì, bài trên này là khoảng cách đúng không, khoảng cách bằng mấy, bằng hai đó, khoảng cách bằng hai là 1, 3, 5, 7 khoảng cách à, còn cái này thì như nào là cùng khoảng cách nhưng mà có quy luật, ví dụ như ở đây 3 xong đến 7 xong đến 15 thì cái khoảng cách ở đây là bằng 4 nhưng mà khoảng cách ở đây bằng 4 nữa, bằng 8, khoảng cách ở đây bằng 16 thì khoảng cách ở đây sẽ là 32 nào, khoảng cách ở đây là 4 này 8 này 16 này, nó giống như cái số này này đó, 4, 8, 16 thì đây sẽ là 32, vì thế cái số tiếp theo ở đây sẽ là 63, tức là lấy 34 cộng với 32 bằng 63, và cái số tiếp theo đây cái khoảng cách này á, đây khoảng cách 16, đây khoảng cách 32 thì đây sẽ khoảng cách sẽ là 64 à, và 64 thì cái số này là lúc này chúng ta tính ra là 63 rồi thì, số này sẽ là 127 đây, 63 và 64 rồi, từ từ à, cái này thì là 4, 6, 10, 16, 24 thì khoảng cách của nó sẽ như nào à, chúng ta làm cái gì đấy nhé, nhân tức là giống như một nhân, cái này là giống như nhân là hai nhân hai, nhân hai rồi cái này 4, 6, 10 cùng là khoảng cách nhưng mà nó khác, 4, 6, 10 à, 16, 24 16, 24 là sau mình mấy cái gì đây là 3, 4, 7 12, 19 xong đây. Đấy. Chúng ta chỉ cần tìm cái số tiếp theo là chúng ta sẽ tìm được cái số tiếp theo được. Chúng ta bị quy luật rồi. Nha. Bạn nào lên ra nè. Bài này không dễ thôi. Chứ đến mức độ khó đâu. Thì bài này thì gì rồi cháu? Cháu là 30 34 rồi cháu. Chưa. Cháu. Rồi này 40 đúng không?
thể giải thích được không? Cháu có thể giải thích được không? Khoảng cách 4 đến 6 lá, 6 đến 10 lá, 4, 10 đến 16 lá, 6 đến đây lá, 8 thì chắc chắn là đến 10 lá. Nó có quy luật của số này đúng không? 2, 4, 6, 8, 10 cho đến số này sẽ là 34, đúng rồi. Và tiếp theo là cái này thì gì đúng không? 4 mấy? 6, ok. Rồi, tương tự cái này khoảng cách ở đây là 1, ở đây là 3, ở đây là 5, ở đây là 7, thì như vậy là đấy chắc chắn là 9, có quy luật của nó. Cho nên mình lại 19 cộng với 9, 19 cộng với 9 sẽ bằng 28, 28 cộng với 11 sẽ bằng 39, đó là 23. Thế này có nhiều loại quy luật khác, người ta phải ô vuông này, người ta có thể về ô càng kiểu đây như này, người ta có thể về ô như thế không? Có thể về ô tức là ở cái hàng này dưới, cái hàng dưới người ta về theo cái cột xếp tên, tức là 1, 2, 3, 5, xong rồi lên đây là 2, 6, 15, rồi đây là 12, 90, và cái số này là mấy? Mình đã có cái quy tắc, và nhìn vào một đoạn được không? Cái này là quy luật người ta phải đoán. Để tìm ra quy luật. Vì sao? Bạn để tìm ra lấy 90 nhân với 12. Bạn có 90 nhân với như vậy, cái này sẽ là 90 nhân với 12. Vì sao? Vì 1 nhân 2 bằng 2, 2 nhân 3 bằng 6, đây 3 nhân 5 15, 2 nhân 6 12, 6 nhân 15 90. Như vậy để đến nay sẽ là 12 nhân với 90. Rất tốt. Bài tiếp theo đây cũng là những cái bài quy luật tương tự, thì cái này có thể là chúng ta sẽ làm sao hoặc là có những cái quy luật như này đây. Cái này quy luật lộn xộn, tức là nó không phải khoảng cách được, tất nhiên nó có quy luật nhưng mà nó không phải là khoảng cách. Bỏ tay à? Ví dụ cái bài số 1 là chúng ta nhìn đi, 10 xong đến 30 xong đến 32 tự nhiên 32 lấy cái 96 luôn. Đó. Đúng không? Mình nhìn ở đây chúng ta không phân nhân thôi. Tự nhiên 10 cái lên tổng 30, nhưng mà 30 lên 32 là ngắn. Và 32 là nhảy vòng cái lên lên á 96 luôn. Mà 96 lên 8 thì xin lên. Lên mấy thôi? Lên 2 thôi đúng không? Giống như 30 lên 32, 30 lên 32 là lên mấy thôi? Lên 2 thôi. 96 lên 98 cũng lên 2 thôi. 294 lên 296 cũng lên 2. Đó. Nhưng mà 10 lên 30 là lên 7 lần luôn. À, 20 nhưng mà ở đây còn 20 nữa. Phần cái này là lên nhiều lần, lên 7 lần, gấp 7 lần, gấp 3 lần, gấp 3 lần, cái này lên đi gấp 7 lần, 3 lần, 32 x 3 là bằng, nhân rồi, 32 x 3 là bằng 96, đây là 98 x 3 là bằng 294, 100 x 3 là 35, 98 x 3 là 46,
đó, 3 năm nó đưa đi xào 2 năm đi tới. Thì như vậy thì quy luật ở đây là gì? Nhân 3 cộng 2, nhân 3 cộng 2, nhân 3 cộng 2 thì tiếp sau đây sẽ là nhân 3. Đúng rồi, đúng không? Như vậy thì số này sẽ là tức là lấy 296 nhân 3. Được chưa? 296 nhân 3 rồi tiếp sau đây là 296 nhân 3 là chỗ đó cộng 2. À, đúng rồi. Nhân 3 cộng 2 là 2. Còn cái này, cái này là tham hàm, luật của tham hàm 1 lên 50, 6 lên 45, 11, 40, lộn xộn. Nhưng mà chúng ta để ý á, để chúng ta 50, 45, 40, 35 này, cứ kết cấu là nó giảm này này. Đó, nhưng mà 50, 45, 40, 35 thì đây là mấy? 30 nữa, để 30, đúng không? Còn đây 1, 6, 11, 16, 21 thì đây sẽ là 26. Đó, chúng ta nhìn theo cái hàng chặt hàng lẻ. Bây giờ quy luật của nó là vì nó biệt thiếp, quy luật này thì chúng ta cháu có thể tự nghĩ ra được cái đồ bàn vẽ được. Và mỗi người có thể nghĩ ra quy luật. Thì bài này thì trong bài đấy là tập rồi. Có một số cái bài ô như này. Ô như này thì nó làm đều. Còn số như này ví dụ như là đặt số bài ô số 2 này được đây, tức là gọi như bài là ô vuông hoặc là có thể là ô tròn hoặc là một cái hình nào đấy, một cái giống như hình bên kia hình thẳng. Và chúng ta sẽ tìm cái đặt b này, biết rằng đây là 23 29 8177 54695 đây là 3824 rồi còn đây là 62 đây này. Thì còn quy luật còn cái bài như này á, ví dụ như cái tin giải thì B, tin giải thì B thì chúng ta sẽ xem cái quy luật của những ô trưởng thành như nào, ô trưởng thành như nào. Ví dụ chỗ này như thế gì? Cái gì? Là 3. Em đã chọn hỏi gì? Dạ, cơ bản á? Hả? Cộng trừ. Chỉ cộng trừ thôi, nhưng mà chúng ta phải quan sát. Cộng trừ quan sát, chúng ta quan sát. Đúng chưa? Chúng ta phải quan sát 23, 19 là cái năm ấy. Khoảng cách 4 đạt 1 bên này 4 đúng không? Bên kia là 5, 4 95, 96 cái năm ấy. Đó, thì như vậy có tên là bé nữa không? Mấy? 76, mấy sao 76? 78. Đúng rồi, lấy 38 trừ 24 cộng với 62. Đấy. Đấy đấy, cái này hai cái này cái nhau 4 hai cái nhau 4. Cái này cái nhau 1, cái này cái nhau 1. Cái này cái nhau 7, 14 thì cái này phải cái nhau 14. Và cho nên là 38 trừ 24 cộng 62 ra tổng này. Đấy, còn nhiều bài đôi khi nhất ví dụ như cái này cộng cái này nhân cái này ra cái này hoặc là cái này nhân cái này trừ cái này ra cái này đôi khi quy luật của nó vậy. Bây giờ học nghĩ ra kiểu gì cơ biết ví dụ như là các cháu có thể điền ô là như này này ví dụ như 5 đấy 5 nhân 4 là mấy 20 20 trừ 8 thì bằng 12 đó. Rồi là 3 nhân 5 15 15 trừ 10 còn
năm năm phi suy như vậy. Rồi xong rồi chúng ta đây là bài nhân hai là đây là 11 thì đây mấy đó ví dụ như vậy này. Năm ngoài có cái đề như thế này mà tìm nghỉ rất là khó. Tương tự chúng ta bài thì được sẽ chiều đấy bài đi. Thế nhưng mà dễ dàng thế này không? Nếu như mình biết được quy luật rồi đúng không? Ờ, chào. Ba rồi đó, chẳng. Mình tìm ra quy luật, mình đem lên là số. Ba rồi. Mình cái này, lên cái này, từ cái này. Cái này. Hay nói thẳng, hàng đến là tích của hai số ở hàng kế sẽ bằng tổng của hai số ở hàng dưới. Là 5 x 4 thì bằng 12 cộng 8. Rồi đấy, 3 x 5 thì bằng 5 cộng 10. 7 x 2 thì đây sẽ 11 cộng với 13. Tức là hàng bên thì lấy tích của hàng bên là bằng tổng của hàng dưới. Và nhiều quy luật chúng ta có thể nghĩ ra ngoài có một cái bài là hơi khó. Cái này thì chắc là dễ như thế. Cái này bạn chuẩn bị xem. Đây 18, 12, 12, 3. Mười chín, mười ba, mười hai, bốn, chín, ba. Những bài nó có ở cái ví dụ như có những số xung quanh, ví dụ như tam giác này, ở chỗ giữa này, hoặc có hình vuông này, thì chúng ta chú ý là để thành gì? Để thành gì này? Cộng đúng rồi. Đấy, tư duy là chúng ta cộng. Giống như các bạn chơi với nhau ấy, ví dụ như chơi với nhau ấy. Có 5 bàn trên một nhóm nhưng mà còn một bàn được người dựa thì bàn đó là không góp và cái nào được nhiều nhất tương thật tự nhiên quan đến cộng nó một người bị nhiều nhất một người làm được nhà hàng thì thế thì sẽ người đó sẽ được nhiều nhất tiền nhiều nhất cái gì có thể được nhiều cao hoặc có thể nhiều việc đó để được nhắm nhiều việc hoặc có thể nhiều ý kiến và được nhiều ý kiến thì như vậy đối với những bài mà liên quan đến những cái số xung quanh nhưng mà không dựa chúng ta liên quan đến còn nè mà phần còn thì như vậy chúng ta phần còn ở đây là gì phản hiện đánh nhá phản hiện ra phần còn thì đánh nhá rồi chào đúng rồi tổng của bốn số ở phía ngoài là bằng số ở giữa tức là bằng cái số ở hình vuông 12 cộng 12 cộng 8 cộng 3 là bằng 45 ở bên kia là 4 cộng 3 8 cộng 9 8 cộng 4 cộng 9 cộng 3 là bằng 24. 8 cộng 4 cộng 9 cộng 3 là bằng 24. Thế 18 cộng 12 cộng 13 cộng 3 cộng 12 bằng 45. Như vậy với cái quy luật như vậy dễ dàng tính ra được cái số này là bằng bằng này. Cái này còn cái này là 25 đi. 25 là như vậy là 55 đưa 25 là 30 mà đưa cho 19 là đó. 11 đúng rồi, đó là 11. 11 cộng 12 cộng 13 cộng 19 là bằng 15. Đúng rồi, bài quy luật này chúng ta chắc chắn nó nằm trong cái số những cái câu nằm trong 10 câu mà 3 điểm mình có 3 điểm. Cái này tương tự nhưng mà mấy cái bài này thì cũng giống như cái này thì giống lúc này này cái này nhìn vô cái biển này nhìn vào biển luôn lúc này là rốt cái số mà tự nhiên nó đang nhỏ nó tự nhiên nhích lên cao đang nhỏ nữa đang đây có nghĩa là chúng ta sẽ bây giờ câu hỏi nó để nhìn để chậm nhìn vào đây là để nhìn bài toán tìm quy luật đúng không? Số tiếp theo là như nào mà thỏa mãn quy luật như này? Đây, trong đó là a b c d à cái a này là cái gì nữa không? Hả? Đâu? Đúng rồi, nó là lượng
lên này. Đây là cái đề 528 này, đề số 5611, sau cái đề 11123 rồi 23447. Bây giờ tiếp theo sẽ là gì? Để viết ra trên cái bảng cho rõ. Là bài toán tìm cái quy luật của dãy số. Lần nào được 1 lần 2 cũng có quy luật một giảm quy luật, nhưng mà cái mức độ đó giảm. Nên bây giờ chúng ta là lại có thế rồi, cho nên nó cái mức độ nó khó hơn. Đây 56 này, 56 11 này, xong đây 111 223 này, xong rồi đến 2324 47 này. Đó. Chúng ta quan sát được cái gì? Đầu tiên là quan sát được cái gì ở chỗ này? Quy luật là như thế nào? Đúng rồi, 5 cộng 6 bằng 11 đấy, em quá trớn đấy. 5 cộng 6 bằng 11. Chúng ta phải biết được đây là gì? Đúng rồi, 11 cộng 12, 5 cộng 6 bằng 11. Và 5 cộng 6 bằng 11. Số tiếp theo này sẽ liên quan đến này. 11 cộng 12 bằng 23. Và số tiếp theo sẽ là cái số này. 23 cộng 24 bằng 47. Như vậy chắc chắn cái số tiếp theo đây sẽ là 47 cộng mấy? 48. Số lên 6 lên đi, 56 đi. Số lên 6 đi, 11, 12 đi. 11 này là của cái số này, là của cái đường này này. 12 lên thăng 11. Đó, 11 cộng 12 23. Thì cái số này là của 23 nó nằm ở đây này. Thì 23 thì có mấy? Liên thăng 23. 23 có 24, 47. Cho nên số này sẽ là 47 cộng 48 bằng 95. Như vậy cái số này sẽ là 47, 48, 95. Đáp án C. Đấy. Rồi thì đôi khi chúng ta chỉ cần nhìn qua cái quả nhiên quy luật, chúng ta nhìn giống như cháu nhìn rất là tốt, mấy nhìn không phải biết 5, 6, 11. Rồi từ từ chúng ta sẽ nhìn ra cái quy luật tiếp theo. Mấy phản hiện đơn giản đầu tiên thôi là 5, 6, 11. Tiếp theo, các cuộc tiếp theo nó sẽ có cái quy luật như vậy. Hiểu chưa? Phích ba là? Phích ba. Như vậy, câu này là phải đọc. Có hỏi cho mày giống như nó khác các bài trước. Bài trước mình nhìn chúng ta tin thôi. Bây giờ không phải là tin mà là tin tiền theo được. Không phải tin tiền theo được. Mà, đây này. Ở hình thứ 8. Mà đây là 1, 2, 3 thôi. Chứ 4, 5, 6, 4 thì dễ lắm. Nếu tin mà hình 4 lên gì? Đó như vậy, harmony đúng không? Mình không có harmony là có nhiều vậy gì đây? Đó. Tờ hình thứ 8. Bạn biết cái đó, bạn biết cái chậm này, tờ hình thứ 8. Đó. Nhìn. Còn cái nào cho bạn nhìn đó. Tay. Vì sao? Đúng rồi. Tư duy rất tốt. Hình thứ nhất sẽ ở giữa sẽ có một đấm đúng không? Hình thứ nhất ở giữa sẽ có một đấm. Hình thứ hai ở giữa sẽ có ai hình thứ mấy? À, hình thứ hai. Hình hai ở giữa có một đấm. Hình ba ở giữa có hai đấm. Thì hình thứ tám sẽ ở giữa sẽ có bảy đấm đúng không? Và chúng ta lấy 7. Mỗi hình có 6 cạnh, 7 nhân 6 cộng với 6 cạnh này, này là 6 đỉnh đúng không? 6 đỉnh là 3 4 8. Đó, một cách tư duy rất là hay.
Các bạn có lại có hiểu không? Các bạn có hiểu không? Các bạn có hiểu không? Ở dừa thì ở dừa như vậy được. Còn cái cách khác là chúng ta có thể tính theo cành. Mỗi cành là có mấy chấm? Ví dụ hình 1 là có mấy chấm? 2. Không, thì mỗi cành á, tính mỗi cành á, tính mỗi cành. Ở đây tất cả các cái hình này đều có mấy cành? 6 cành. Thì cái số chấm á sẽ là bằng á lấy số cành nhân với số chấm trừ đi số đỉnh. Thì nó phải có công thức như vậy. Ví dụ như có 1 đấy, có 6 đây. Đây cái hình đơn giản lên đây như 1 này. Có 6 cành đúng không? Thì ví dụ như mỗi cành là có mấy chấm? 2 chấm. Đấy đi, cành là như này đi, này. Mỗi cành là có 2 chấm, cho nên 6 nhân 2. Số chấm sẽ là 6 nhân 2. Nhưng mà 6 nhân 2 nhưng mà cái này được tính rồi 2 lần. Mỗi cành mà chúng ta 6 nhân 2 mà cái này được tính 2 lần cho nên phải trừ đi. Trừ đi sao? Để hình thứ 3 là như này. Có thêm cái này nữa. Như vậy hình à, để hình thứ 2, hình thứ 2 là bên này là 6 nhân cho 3. Trừ đi sao? Là hình thứ 2. 6 nhân 3 ví dụ đây là một cành là 3 chấm, 6 cành là 6 3 18 trừ do một cành thì 2 lần trừ đi cả cái đỉnh này, trừ 6 đỉnh. Đỉnh là sao? Như vậy ở đây cái hình thứ nhất là có 6 chấm, hình thứ hai sẽ có 12 chấm, hình thứ 8 sẽ là mấy? 6 nhân 9 trừ nhá. Sao? Hình thứ 8 đây là hình 1. Hình 1 là nhân 2 này. Hình 2 là nhân 3 này. Thì hình thứ 8 sẽ là nhân 9 trừ 6 bằng 48. Thì đây là một cách. Nhưng mà cách của bạn này thì hay hơn, là cực quan hơn. Đó, cách của bạn thứ 7 nhân 6 với tính. Chúng ta tính cái số chấm ở giữa. Số chấm ở giữa các bạn nhìn thấy là hình 1 là không ở chấm ở giữa. Hình 2 là 1 chấm ở giữa. Hình 3 là 2 chấm ở giữa. Thì hình 8 là 7 chấm ở giữa. Đó, 7 mà nhân với 6 cộng thêm 6 chấm ở trên đỉnh nữa. À, 7 nhân 6 cộng thêm 6 chấm trên đỉnh nữa là bằng 48. À, cách toán nhân hơn đề thì 2020. Đấy. Có nhiều cách chúng ta có thể nhân nhân hết. Đây, chưa được. Tam giác tròn vuông tam giác. Tròn vuông tam giác. Đây này. Tam giác tam giác. Chúng ta chỉ đề thi 2020 đi. Tam giác. Tam giác vuông tròn vuông. Đào phải nhân đây. Thi 2022. Đây vuông 30 nên giảm là 10 à? Tam giác nhỏ là 1, tam giác to là 10 à? Tam giác nhỏ là 1, tam giác to là 10. Đấy, tròn là 30 à? Khó tính. Đã là số đúng nhưng khó tính quá. Tam giác nhỏ là 1, tam giác to là cái này vẽ như này là dễ nhất. Vẽ ra chúng ta vẽ hình á, có biết số hàng và số cột không? Bao nhiêu hàng bao nhiêu cột bị như này này, vẽ như này này. Đây như này được. Đây là mấy hàng? 3 hàng đúng không? Vậy như là đây là ba cột đúng không?
ba hàm ba cột nữa. Chúng ta phải lên đúng như này. Đêm đêm tập tập để lên. Cái ô này có mấy hàm? Ba hàm. Mấy cột? Ba cột. Nên tạm thời gọi đi cái này là ô này là ở hàng mấy? Hàng một cột. Cột một đúng không? Hàng một cột một. Đó, là tác giả tác giả. Về tác giả quá. Hàng một cột một là tác giả tác giả. Hàng này là tổng thể kể hơi bốn hơi bốn rồi. Ba phải chứ là bốn. Ba hàng ba cột là hàng một hàng một cột một là tam giác tam giác. Hàng hai cột hai cái này là ở hàng hai cột hai là gì tròn tròn chứ như vậy tròn tròn là hàng hai cột hai cột hai đây là vuông 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 là vuông vuông là hàng ba cột ba. Đúng không? Như vậy cái đầu tiên này tam giác tam giác là cái này một một này tam giác tròn là mấy một hai đúng không? Tam giác ngoài tam giác trước tam giác tròn đọc từ ngoài trước đọc từ ngoài trước ngoài trước này tam giác tròn đi tam giác tròn cái ngoài là một hai tức là ở hàng mấy đây hàng một còn mấy hàng này hàng số một còn cái cột số mấy cột hai còn cái này là ở hàng một mà cột ba là tam giác vuông đúng không tam giác ngoài vuông trong hàng một cột ba à xong cái này là hàng hai hàng này hàng số mấy hàng số hai cột số mấy cột một hàng một đúng rồi cái này hàng hai cột cột hai cái này hàng hai cột ba như vậy cái này hàng ba cột một hàng ba cột như vậy thì cái ta hỏi là vuông tròn vuông tròn này tròn như vậy vuông tròn phải làm mấy 32 vì còn tròn vuông là 23 đấy thôi tròn vuông là 23 thôi thì vuông tròn là đối xứng vuông tròn là cách khác đó là cái này biểu diễn tương tác cái bài này là suy tương tác này đó phải không các cách khác chúng ta không cần biểu diễn theo cái này mà chúng ta phải nhìn ra được cái đa số là mấy đa số là mấy chúng ta có thể nhìn ra được đa số là bằng bao nhiêu ở đấy là cũng có ba loại hình là tam giác tròn và vuông và người ta về là tam giác trong hình vuông rồi hình vuông trong tam giác là tam giác trong hình tròn thế nhưng mà ở đây là có cái tính tổ chức ví dụ như tam giác hình vuông vuông tròn tròn mình nói rồi nhưng mà ở đây người ta hỏi là tròn trong tam giác là số mấy mà trong khi đó trong vuông ở đây trong khi đó ta có tròn trong tam giác là một hai thì tám giác trong tròn tám giác trong tròn mốt đây tám giác trong tròn là ngược lại đây là tròn trong tám giác là một hai thì tám giác trong tròn là ngược lại là hai một tám giác trong vuông là ba một vuông trong tám giác là một ba mười ba đó thì như vậy ở đây anh cho đây người ta hỏi là tròn trong vuông mấy mà trong cái đoạn biểu vuông trong tròn vuông trong tròn là 23 thì ngược lại ở đây thì là 32 ngược lại là 32 chúng ta hai một một được có cái tính đối xứng những cái cạnh mà tác giả mà vuông vuông tròn tròn chúng ta ý nhưng mà những cái cạnh mà này có tính đối xứng ví dụ như đây vuông trong tam giác sẽ 13 thì tam giác trong vuông sẽ là 31 7 nhân 3 là 24 5 còn 9 bằng 14 nhân 4 bằng 6 hay là khác bên phải là lấy thước bên phải lấy thước 24 chia 3 đúng không thì bên trái đấy
Được chưa nè? Thương của cái hai số bên phải sẽ bằng tổng của hai số bên trái. Để bên này là 2 cộng bên này là 2 cộng 5 nên là 2 cộng 4 chứ. Thì 3 5 cộng 7 2 cộng 3. Bằng mấy? Tức là cái số cái này là cái này bình thường á, bình thường thì chúng ta tư duy mà những cái bài mà ô tròn về những số xung quanh liên quan đến tổng là những cái bài mà thuộc lẽ là a, tức là cái bài là tổng là thuộc bài lẽ là a, cái còn là bốn là hai, là ba là bốn nên cấp hơn cái này mà hệ tổng rồi nhưng mà liên quan vì là bốn là hai chủ yếu là cộng trừ. Cho nên những cái bài liên quan đến cả số xung quanh số bình thường là đến cộng, nhưng mà bây giờ người ta đã phạm nhân rồi cho nên người ta đưa phạm nhân vào. Ví dụ như ở đây là 32 chia 4 là bằng 8, 8 chia 4 bằng 2 là bằng 5 cộng 3, rồi 75 chia 5 là bằng 15, 15 là bằng 7 cộng 8, thế nhưng mà 6 cộng 5 là 11, bằng 55 chia 7.